Tình huống giả định cháy xảy ra tại khu vực trạm ga LPG của công ty. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc hàn cắt, sửa chữa khung giá đỡ, đường ống ga tại khu vực bên ngoài hàng rào trạm ga đối diện nhà máy TVN3. Cùng thời điểm này, tại bộ phận điều chế xảy ra sự cố đổ can hóa chất do di chuyển phòng cháy, nắp thùng bị bật dẫn đến hóa chất đổ ra nền đường và chảy xuống rãnh nước mưa gần đó. Ngay sau khi nhận được thông tin có cháy, đội phòng cháy chữa cháy của trạm ga nhanh chóng ngắt điện tại khu vực trạm ga, lập tức lấy bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu. Huy động sự hỗ trợ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, cơ sở tập trung lực lượng các bộ phận tiến hành chữa cháy bằng vòi phun nước và hướng dẫn thoát nạn, nhanh chóng hướng dẫn mọi người đến nơi tập kết an toàn, hỗ trợ người bị thương. Song song với đó, tại khu vực xảy ra sự cố hóa chất, một công nhân đã tiến hành lấy vật liệu hấp thụ ngăn chặn dòng chảy lan ra các khu vực lân cận. Đội ứng phó sự cố hóa chất tiến hành thu gom chất thải và nước thải có lẫn hóa chất, kiểm tra hiện trạng môi trường sau sự cố. Kết quả môi trường đã hoàn nguyên về trạng thái bình thường. Thông qua buổi diễn tập thì chúng tôi học được rất là nhiều các cái kiến thức, các cái kỹ năng tình huống bất ngờ xảy ra thì phải luôn luôn bình tĩnh, tự tin này, khéo léo này để ứng phó một cách nhanh nhất, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn cho bản thân mình. Tất cả các cái bước ứng phó từ cái bước có sự cố cho đến khi mà hoàn thành sự cố và khắc phục được môi trường để bảo vệ được môi trường một cách là tốt nhất. Với sự phối kết hợp của các lực lượng, chiến thuật chữa cháy hiệu quả, đám cháy và sự cố hóa chất đã được dập tắt và xử lý hoàn toàn sau một thời gian ngắn. Tất cả mọi người trong công ty đều đã được an toàn.